Các ngôi sao có hình gì? Khi nói đến các ngôi sao, có phải các bạn nghĩ hình dạng của nó sẽ là hình sao năm cánh như thế này, hay là hình tròn như này phải không? Thật ra thì các ngôi sao có hình dạng rất phong phú. Chúng có thể có hình cầu, hình elip, hình dẹt, hình xoắn ốc và nhiều hình dạng khác nhau. Điều này phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất bên trong mỗi ngôi sao. Những ngôi sao có khối lượng lớn hơn thường có hình dạng hình cầu hoặc hình dẹt, trong khi các ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn có thể có hình dạng hình xoắn ốc hoặc hình elip. Nguyên nhân chính dẫn đến hình dạng các ngôi sao là do lực hấp dẫn khi một ngôi sao được hình thành. Lực hấp dẫn sẽ tác động lên các phân tử khí và bụi trong không gian, kéo chúng lại với nhau để tạo thành một ngôi sao. Khi ngôi sao đạt đến một kích thước nhất định, lực hấp dẫn sẽ bắt đầu tác động lên các phân tử bên trong ngôi sao, nén chúng lại và dẫn đến hình dạng dẹt hơn. Ngoài ra, tuổi của ngôi sao cũng ảnh hưởng đến hình dạng của nó. Khi ngôi sao già đi, nó sẽ mất đi năng lượng và áp lực bên trong ngôi sao sẽ giảm, dẫn đến hình dạng bầu dục và bị kéo dài theo hướng từ cực đến xích đạo. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để hiểu rõ hơn về hình dạng của các ngôi sao và tác động của nó đến sự phát triển và tiến hóa của chúng. Chính vì sự đa dạng này mà các ngôi sao trở nên đặc biệt và hấp dẫn hơn đối với những người yêu thích vũ trụ và thiên văn học.